Lê, sáu, sáu. Đó, mọi người nghe thấy như thế nào? Cái tiếng số 13 này cực kỳ hay luôn. Ngoài ra nó còn rất nhiều những cái delay cũng như reverb khác. Thì tùy theo nhu cầu sở thích mà chúng ta sẽ chọn những cái mà chúng ta thích. Xin chào tất cả mọi người, mình là Lê Hoàng. Hiện tại thì Lê Hoàng đang công tác tại phòng thu Lê Hoàng Studio. Hiện tại thì anh chị và các bạn chúng ta đang nghe được cái âm thanh Lê Hoàng thu trực tiếp từ bàn mixer LHS Audio TD04FX. Và Lê Hoàng đang thu từ cái sợi dây lai đây. Lê Hoàng thu trực tiếp vào điện thoại anh chị và các bạn chúng ta đang xem. Rồi, bây giờ Lê Hoàng sẽ tắt cái tiếng vang cho nó bớt lại để Lê Hoàng dễ chia sẻ cho anh chị và các bạn ha. Clip này Lê Hoàng sẽ hướng dẫn cho anh chị và các bạn cái cách để chúng ta có thể lắp đặt và sau đó là chỉnh cái bàn mixer này sao cho hay nhất có thể. Thì đây là cái dòng mixer mới nhất đến từ thương hiệu LHS Audio. Còn TD04FX nó có 16 chế độ vang tùy chỉnh, rất là hay. Hả? Rồi, bây giờ Lê Hoàng sẽ hướng dẫn cho anh chị và các bạn cái cách để chúng ta lắp đặt dây nhợ như thế nào. Nói chung là cái con này rất là đa năng. Trước khi chúng ta đi vào phần lắp đặt cũng như là hiệu chỉnh con mixer này, thì anh chị và các bạn chúng ta nhớ lấy nguồn cho con mixer ha. Lấy nguồn chúng ta sẽ lấy ở phía sau này đây. Rồi, thì đi theo bộ cũng có dây rồi. Một cái đầu tai si chúng ta ghim vào phía sau. Và đầu USB thì chúng ta có thể lấy nguồn ở rất nhiều nơi, đa dạng. Chúng ta ghim vào adapter của sạc điện thoại nè. Hoặc là chúng ta có thể ghim vào trong pin dự phòng hay là những cái ổ điện mà nó có cái lỗ USB á, là chúng ta có thể lấy nguồn được con này rồi. Hoặc là chúng ta có thể ghim từ đây ha, cái cổng USB đây, và ghim thẳng vào máy tính là nó vừa lấy nguồn vừa lấy nhạc luôn. Trường hợp chúng ta ghim vào máy tính bằng cổng này á, chúng ta khỏi ghim cổng sau cũng được luôn. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Trước tiên thì anh chị và các bạn chúng ta sẽ kết nối micro. Micro thì có hai đường, đường số 1 và đường số 2. Ở đây thì anh chị và các bạn chúng ta có thể sử dụng micro condenser nguồn 48V hoặc là 5V để chúng ta có thể thu âm, live stream, hoặc là chúng ta có thể sử dụng những dòng micro dynamic karaoke gia đình cũng đều được luôn. Nếu mic Canon thì chúng ta ghim giống như thế này ha. Xài 2 mic thì ghim 2 đường, còn xài 1 mic thì ghim 1 đường giống Lê Hoàng. Hoặc là chúng ta có thể xài mic karaoke gia đình thì chúng ta sẽ ghim ở lỗ giữa nè. Ở giữa có cái lỗ 6 ly nè, chúng ta ghim thẳng vào đây luôn. Đối với micro nguồn 48V á, thì chúng ta sẽ kích hoạt vào nút 48V ha. Một vài dòng micro 5V á, nó cũng có dạng lưỡng tính, nó xài được luôn cả 48V. Thì đối với những dòng micro nguồn 5V nào mà chúng ta ghim vô mà chúng ta không nghe tiếng á, thì chúng ta có thể kích hoạt 48V lên thì vẫn có thể sử dụng được luôn ha. Rồi, ngoài ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng nhạc cụ như là organ, guitar để chúng ta chơi với cái bàn này. Tiếp theo phần micro là cái phần lấy nhạc vào. Thì có rất là nhiều cái cách để anh chị và các bạn chúng ta có thể lấy nhạc vào. Ví dụ, như anh chị và các bạn, chúng ta có thể ghim dây ở cái đường 3-4 như thế này ha. Đường 3-4 cũng được, đường 5-6 cũng được. Rồi, tùy theo anh chị và các bạn chúng ta thích đường nào, chúng ta sẽ ghim ở đường đó. Thì đường nhạc vào rất đa dạng, chúng ta có thể lấy từ TV xuống cũng được nè, máy vi tính xuống cũng được nè, rồi laptop nè, đó, điện thoại nè. Trong trường hợp máy vi tính và laptop ở đây, thì chúng ta sẽ ghim từ cái cổng tai nghe 3.5 của laptop máy tính chúng ta ha, ghim xuống cái đường 3.4 hoặc 5.6 ở đây. Thì nếu mà ghim 3.4 thì chúng ta sẽ chỉnh ở cái đường 3.4, ghim 5.6 thì chúng ta sẽ chỉnh ở đường 5.6. Còn nếu anh chị và các bạn chúng ta không thích dây nhợ rườm rà, thì chúng ta có thể sử dụng lấy nhạc từ Bluetooth của cái con này. Trong trường hợp Bluetooth chúng ta chỉ cần nhấn vào nút mode ha, thì cái Bluetooth này nó sẽ chớp chớp chớp, có nghĩa là nó đang chờ kết nối và chúng ta mở điện thoại lên dò và chúng ta sẽ kết nối được con này thôi. Còn một trường hợp nữa, anh chị và các bạn chúng ta cũng có thể lấy nhạc từ cái cổng USB ở đây. Một đầu chúng ta ghim vào đây, một đầu USB còn lại chúng ta ghim thẳng vào cổng USB trên máy vi tính luôn, là nó vừa lấy nhạc vào và vừa cấp nguồn cho cái con này luôn. Và tiếp theo là cổng phone thì chúng ta ghim ở đây ha, giống như Lê Hoàng đang ghim. Hoặc là chúng ta có thể ghim ở cái cổng phone ở đây cũng được luôn, ghim thẳng đường 3.5 xuống đây. Đối với anh chị và các bạn chúng ta thu âm, live stream hoặc karaoke thì chúng ta có thể ghim từ cổng out ở đây. Chúng ta có thể ghim sợi dây live stream hai đầu 6 ly ha vào đây, một đầu 3.5 vào trong điện thoại, là chúng ta có thể thu âm trực tiếp vào điện thoại được luôn. Còn đối với anh chị và các bạn nào mà chúng ta muốn phát ra loa nè, âm ly nè, hoặc những cái loa nghe nhạc, loa vi tính nè, thì chúng ta sẽ ghim từ đây ha, hai cái đầu 6 ly. Thì tùy theo cái thiết bị loa của anh chị và các bạn
là cái chỗ kết nối như thế nào. Ví dụ như âm ly loa kéo, thường nó sẽ là cổng hoa sen, thì chúng ta sẽ mua dây từ hai đầu 6 ly ra hoa sen để chúng ta kết nối ra loa luôn. Thì đó là toàn bộ cái phần kết nối, rất là đơn giản thôi. Và bây giờ thì Lê Hoàng sẽ hướng dẫn cho anh chị và các bạn cái cách để chúng ta có thể chỉnh cái bàn mixer này sao cho hay nhất có thể ha. Rồi, đầu tiên chúng ta ghim micro ở cái đường nào thì chúng ta sẽ chỉnh ở cái đường đó. Ví dụ đang ghim ở đường số 1 nè, thì chúng ta sẽ chỉnh ở cái đường số 1 như thế này. Ghim đường số 2 thì chúng ta sẽ chỉnh đường số 2. Đường 1, đường 2 này chúng ta chỉnh như nhau nha. Nên Lê Hoàng sẽ hướng dẫn một đường thôi, thì anh chị bạn chúng ta sẽ chỉnh đường còn lại như vậy thôi. Đầu tiên là cái phần gain. Gain này có nghĩa là gì? Cái mức hạn định của cái vocal đầu vào, của cái tiếng mic đầu vào ha. Thì thường kinh nghiệm của Lê Hoàng thì chúng ta sẽ để ở cái mức 12 giờ như thế này này. Đó. Hoặc là trên bàn mixer này nó có chữ U này, chúng ta thấy nè, ở mỗi cái nút đều có chữ U hết. Nên chị và các bạn nào mà chúng ta không biết gì về công nghệ hết, chúng ta sợ này kia, thì chúng ta chỉ cần dặn lên ngay chữ U hết nguyên cái bàn mixer luôn, rồi là ok rồi, là dễ thôi. Còn hiệu ứng vang chúng ta cứ chọn chế độ số 13 nè, delay kết hợp với reverb là ok. Rồi, bây giờ Lê Hoàng sẽ hướng dẫn, cho nên chị bạn chúng ta nhìn theo, nó cũng rất đơn giản thôi. Gain chúng ta để tầm mức này ha. Rồi qua cái phần EQ bên này, ở đây nó sẽ là 2. 2 này là gì? Là tiếng trép ha. Rồi, Lê Hoàng ví dụ nè, tắt tiếng trép đi. Alo, 1, 2, 3, 4, rồi lên từ từ nè, 5, 6, 6, 6, 6. Thì tùy theo giọng chúng ta theo để cái tiếng trép này ít nhiều tùy ý ha. Rồi, tiếp theo là tiếng trung. Ok, đó, chúng ta muốn tăng giảm như thế nào đó tùy chúng ta. Đó, chúng ta nghe nó khác rõ ràng đúng không? Rồi, lô là tiếng bass nè. À, chúng ta hãy tăng lên từ từ nè. Lê, 6, lô, lô, 1. 1, 2, 2, 2. Thì chúng ta để vừa thôi ha. Chúng ta để nhiều quá nó sẽ bị ù, nó nghe không có hay. Chúng ta để vừa chất giọng chúng ta thôi. Rồi, FX này có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta nhấn vào á thì nó sẽ lấy những cái tiếng vang bên này. Còn nếu chúng ta nhả ra như thế này này thì nó sẽ không có tiếng vang. Rồi, ví dụ Lê Hoàng dặn tiếng vang lên xíu nè. Chúng ta sẽ nghe nè. Lê, 6, 6. Rồi, Lê Hoàng nhả ra là không có tiếng vang nè. Alo, lô. Đó, nhấn vô sẽ có tiếng vang. Rồi, đây là cái level, là cái nút chỉnh âm lượng thôi ha. Chúng ta để cái hạn mức đầu vào như thế này rồi, thì chúng ta sẽ chỉnh ở đây thôi, lớn nhỏ tùy chúng ta. Rồi, đó, chúng ta chỉnh làm sao chúng ta nghe cái giọng chúng ta nó ok là được. Rồi, tương tự, đường 1, đường 2 chỉnh như nhau. Và tiếp theo, nếu mà chúng ta lấy nhạc từ Bluetooth á, thì chúng ta chỉnh nhạc trên cái thiết bị chúng ta phát nhạc ha. Rồi, đối với anh chị và các bạn, chúng ta lấy nhạc từ cái đường 3-4 giống như Lê Hoàng đang thị phạm đây nè. Đó, thì chúng ta sẽ chỉnh đường 3-4. Ví dụ giờ cho tiếng nhạc lên đi. À, anh chị đang nghe được tiếng nhạc đúng không? Ok. Rồi, nhạc đang lấy đường 3-4 nè, thì chúng ta sẽ chỉnh ở cái đường 3-4. Ok. Cũng tương tự ha. Đây là cái hạn mức đầu vào nè. Đó, chúng ta để như thế nào thì nó sẽ như thế đó. Rồi, lo hàng để như vậy đi. Nhạc thì chúng ta có thể chỉnh được gì? Tiếng trép nè. À, tiếng trung nè, tiếng bass nè. Rồi, Lê Hoàng đang tắt hết trép trung bass. Giờ lên từ từ nè. Lên trép. Rồi, lên tiếng trung. Lên bass. Tùy theo bài hát mà chúng ta sẽ chỉnh tiếng bass nó lớn nhỏ như thế nào đó, tùy chúng ta ha. Đó, rất là hay chỗ này luôn nè. Ok. Rồi, đây là chỉnh âm lượng ha, lớn nhỏ nè. Ok. Lưu ý cho Lê Hoàng là cái đường nhạc chúng ta sẽ không có để tiếng vang lọt vào trong đây. Cho nên cái nút này tuyệt đối chúng ta không được nhấn vào. Nhớ nha, cái đường nhạc như thế. Rồi, đơn giản vậy thôi. Nè, lớn nhỏ tỷ chúng ta. Ok. Rồi, bây giờ Lê Hoàng đang chia sẻ nên là Hoàng sẽ tắt nhạc đi. Tắt nhạc đi ha. Ok. Còn nếu anh chị và các bạn chúng ta lấy nhạc đường 5-6 trên này, đường hoa sen nè, thì chúng ta sẽ chỉnh âm lượng ở đây. 5-6, lớn nhỏ ở đây ha. Còn đối với anh chị và các bạn, chúng ta sử dụng cái line 7-8 ở đây, thì chúng ta chỉnh ở đây ha. Chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi, cái này là chỉnh âm lượng của phone. Rồi, cái đặc biệt ở đây, đó chính là 16 chế độ vang, echo, reverb, delay tích hợp sẵn ha. Và đặc biệt, trong này nó có cái số 13 là delay kết hợp với reverb. Rất là hay. Cái chế độ này nó hay giống như là anh chị và các bạn xài những cái dòng mixer xịn của Mackie của Mỹ luôn. Hả? Với cái con này, chi phí của nó hơn 1 triệu thôi mà chúng ta sẽ có một cái tiếng vang rất là hay ha. Lê, 6, 6. Rồi, chúng ta có thể chỉnh được ít nhiều và nhanh chậm của cái phần delay. Lô,
6. Đó, tùy cảm âm của mọi người mà chúng ta sẽ chỉnh cái số 13 này, ít nhiều tùy ý của chúng ta ha. Tiếng vợp có sẵn rồi. Rồi cái nút repeat này chúng ta sẽ chỉnh được cái delay echo nó nhanh chậm ha. Đó. Lê 6 6. Đó, mọi người nghe thấy như thế nào? Cái tiếng số 13 này cực kỳ hay luôn. Ngoài ra nó còn rất nhiều những cái delay cũng như reverb khác, thì tùy theo nhu cầu sở thích mà chúng ta sẽ chọn những cái mà chúng ta thích. Ở đây thì 16 cái, Leo Hoàng thấy rất là nhiều. Những cái này được sử dụng rất là nhiều nè. Đó. Ok. Rồi tiếp theo thì đối với anh chị và các bạn nào chúng ta lấy nhạc từ cái cổng USB đây nè, từ máy tính xuống nè, thì chúng ta sẽ chỉnh âm lượng lớn nhỏ đây. Ok. Rồi còn ở đây là âm lượng tổng của chúng ta như thế này thôi. Bây giờ Lê Hoàng sẽ hát một đoạn cho anh chị và các bạn chúng ta cùng nghe ha. Hàng cây xanh thắm màu trên con đường ngày xưa, hai ta chung lối mòn. Em thương sắc tím bằng lăng, anh thương màu áo trắng, tang trường hoa áo tung tăng. Tình bao năm thâm nồng nhưng chưa một lời yêu, chưa trao câu ước nguyện. Em mong xanh bướm khung anh vui bên nhau ngày đám cưới, trên đường hoa tím khung trời. Mùa thi năm cuối sông, em theo trong xứ lạ để bằng lăng ngóng nơi xa. Từ lâu yêu người ta mà sao không chịu nói, để giờ tiếc ngẩn ngơ. Người yêu hoa tím ơi, sao không chờ không đợi, vội vàng chi lắm em ơi. Trường đời không là mơ như lời thơ ngày đó, trường đời ôi lắm nỗi trôi. Bằng lăng hoa tím buồn trên con đường giờ đây, anh cô đơn lối này. Tương tư áo trắng người xưa, giờ tan trường anh đến, mong tìm bóng dáng thân quen. Hàng cây xanh ngỡ ngàng, thương duyên mình dở dang, chưa yêu đã lỡ làng. Vẽ ngân khúc hát sầu vương, hoa răng tím đường nhung nhớ, hoa còn đây mất em rồi. Rồi, thì đơn giản như thế thôi. Lê Hoàng cũng vừa hướng dẫn cho anh chị và các bạn cái cách lắp đặt cũng như là hiệu chỉnh cái con này. Rất là dễ sử dụng thôi. Nói chung là chế độ vang của con này nó hay sẵn rồi, chúng ta chỉ cần gắn vào là nó ok rồi. Thì anh chị và các bạn chúng ta yêu thích dòng sản phẩm Mixer TD04FX đến từ thương hiệu LHS Audio thì nhớ liên hệ cho Lê Hoàng Studio qua số điện thoại là 0989737960, có Zalo hoặc là website lehoangstudio.com. Trên đó có đầy đủ thông số, thông tin cũng như là chi tiết về giá cả. Anh chị bạn chúng ta thể đặt hàng trực tiếp trên web cũng được luôn. Và nhớ đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh YouTube của Lê Hoàng, để khi Lê Hoàng đăng clip lên á, thì anh chị và các bạn chúng ta sẽ nhận được ngay lập tức luôn. Cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Xin chào.